Đội tuyển trẻ Việt Nam xuất sắc cầm hòa chủ nhà U20 châu Á dù thua thiệt trước chủ nhà U20 châu Á về thể hình và phải thi đấu dưới điều kiện thi đấu có mưa tuyết và nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Chiều ngày 24 tháng 2, U20 nữ Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên tại Tekken, Uzbekistan và xuất sắc cầm hòa đội chủ nhà 1-1 dù thua thiệt về thể hình dưới điều kiện thi đấu có mưa tuyết và nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Từ đầu trận, U20 Việt Nam bị chủ nhà của vòng chung kết U20 nữ châu Á lấn lướt và phải đối mặt sức ép lên liên tục. Tuy nhiên, chỉ vài phút thi đấu, các cô gái U20 nữ Việt Nam dần lấy lại thế trận và có nhiều pha tổ chức tấn công trên sân của đối phương. Trong hiệp 1, U20 nữ Uzbekistan sớm mở tỷ số từ một tình huống phạt góc phút 21. Dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Akira Ishiji vẫn thi đấu bình tĩnh, nỗ lực và chỉ mất 6 phút sau đó để gỡ hòa do công của Phương Anh. Sau khi nghỉ hiệp 2, huấn luyện viên Akira Ishiji thực hiện sự thay đổi gần như toàn bộ đội hình, chỉ giữ lại đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm và tiền vệ Vũ Thị Hoa. Với sự thay đổi này, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã chơi chủ động hơn. Hiệp 2 cũng gặp phải thời tiết mưa tuyết dày nên tạo ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ. Khoảng thời gian này, hai đội sau đó có nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đều không thể ghi thêm bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Đến ngày 27 tháng 2, U20 nữ Việt Nam sẽ có một trận giao hữu nữa cùng với Uzbekistan. Sau đó, huấn luyện viên Akira Ishiji sẽ loại hai cái tên để chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự vòng chung kết U20 nữ châu Á 2024. Trận đấu tập với chủ nhà Uzbekistan là cơ hội quan trọng để các cầu thủ Việt Nam thích nghi với thời tiết mưa tuyết lạnh và tích lũy kinh nghiệm trước khi gặp các đối thủ mạnh Nhật Bản, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc tại bảng B của vòng chung kết. Giải đấu sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 3 đến ngày 16 tháng 3.